Phải nói một câu là em nó đẹp không còn chỗ nào để chê nữa. Không còn một chỗ nào để chê. Quý vị nhìn kỹ giúp em. Đây, vỏ mồi gỗ em đã nhấc ra đây hết. Đẹp không còn chỗ nào để chê. Hôm nay em chào đón quý vị với ngày 25 tháng 3 2019. Với chiếc âm ly, dòng âm ly này phải nói là dòng âm ly khủng luôn. Đây là chiếc âm ly Onkyo A929. Phải nói luôn là nó mới cũng được. Đây, A929. Và để trên cái những chiếc âm ly trên nền tảng tầm vừa tầm như thế này thì nó đang sánh vai với Denon 2000. Và trên trang các bác có nhiều bác cũng đã rất chơi những dòng này rất là nhiều, cũng đã từng so sánh Denon với Onkyo này. Nhiều bác thì thích Denon, nhưng mà về nhiều bác thì lại thích Onkyo tùy. Nhưng mà xu hướng người Việt Nam mình thì lại chưa đi tìm hiểu sâu về những chiếc âm ly thương hiệu. Để con này so với con âm ly Denon 2000 thì con này nó vượt trội hẳn, vượt xa hẳn Denon 2000. Còn đúng hay không thì các bác cứ cứ vào tham khảo, bởi vì một mình em cũng không thể nói ra được. Bây giờ trên trang công nghệ thì rất nhiều. Các bác chỉ cần gõ Onkyo hoặc là Denon 2000 ra thì trên đó có rất nhiều những bài là nói về con này, với con Onkyo 929 và con Denon 2000. Và sự khác biệt cũng như là sự phân biệt. Riêng con này thì đây, thiết kế của em nó này. Khi mở ra nội thất của em nó, các bác nhìn thì biết. Đấy. Nội thất em quay thật chậm nhé. Em quay thật chậm cho quý vị nhìn cái nội thất của em nó, cho quý vị phải ngỡ ngàng luôn. Ngoài những cái nội thất để phụ kiện phục vụ cho chiếc âm ly này thì cái mặt hàng của nó, em phải nói một câu là nó đẹp, không dám nói mới đâu, nhưng mà có khi là thay đồ mới được chứ không không phải hô là hàng bãi nữa. Đấy. Em quay thật chậm để cho các bác theo dõi luôn. Những cái này em mà lau đi đấy, đây này. Các bác nhìn này, con lau đi đấy. Em mà lau đi sạch bóng ngay, từ đấy các quý vị không cần thiết lắm, nó quá sạch rồi. Như này quá sạch cái này. Đấy. Đấy, lau được cái đen bóng luôn chưa? Đấy. Quý vị xem em. Quá khủng. Mình xếp vào dòng khủng luôn. Quý vị nhìn ở phía trước. Đấy. Phía trước này xem. Đẹp keng như mới luôn. Tìm hiểu thì quý vị có biết đấy, ở những trang những âm ly Onkyo trên này, ở những con này trên trang hiện tại, quý vị chỉ cần gõ Onkyo A929 giá bao nhiêu, trên trang bây giờ hiện luôn lên một, những có một vài trang em vừa vào, một vài trang đã bán 18 triệu rưỡi với mười mấy triệu trên đấy, rất là nhiều. Quý vị cứ gõ xem đang giao bán trên đấy, có một hai trang là giao 13, 15 với 11 triệu mấy, 11 thì không có đâu. Thật ra là những cái kênh, những cái trang nó giao thấp giá tiền đấy, là cái mục đích của họ giao thấp tiền là gì? Để câu câu khách hàng ham rẻ để vào thôi. Nhưng khi vào hỏi thì hết hàng. Họ chỉ chụp ảnh thôi, họ không quay thực tế như em nhá. Còn ví dụ em quay thực tế này, mai kia nó hết thì em báo là hết, chứ không phải là chụp ảnh, em không lấy ảnh của người khác để em quay lên câu like, mà đây mồm em nói bằng thật luôn. Đây là sự thật luôn nhá. Đây con Onkyo đây. Trước kia trên đấy là úp ảnh lên rất là nhiều, nhiều con ảnh người ta cắt sửa đi, người ta báo giá rõ là rẻ, khi hỏi là hết, không phải người ta có biết đâu. Nếu mà như thế thì một ngày em úp bao nhiêu con được quay ảnh. Còn đây, đây là người nói bằng thực, người thực luôn, hàng việc thực luôn. Đây nhìn đấy, bác nhìn xem. Ôi, phải nói luôn hàng mới luôn cho nó nhanh. Ở đây là con Onkyo A929 đấy chưa. Báo cáo quý vị là quý vị muốn xem đằng sau thì quý vị phải đợi em một chút, không thể nhấc được con này đâu. Đặt máy ở đây, hai tay bê đảo mới đảo được, chứ không phải là thích được đảo được đâu. Không phải con âm ly nào
cũng thích là cái vị bê được đâu. Đấy, đây em bê mặt sau, em nói cho quý vị xem nào, quý vị nhìn xem. Quá chất luôn. Chân cắm vàng ươm như mạ vàng, nhìn như mạ vàng hết. Nhìn chưa? Này, ở cổng vào, ở cổng cấp tín hiệu ra. Cấp đưa tín hiệu ra này. Vào đây ra. Nhìn xem, thiết kế rất là chắc chắn. Không có tiền nào của đấy. Nào, còn ở bên phía trong này lại thiết kế với bảng đỡ, bảng lề đỡ bằng đồng. Quý vị nhìn xem, một miếng đồng đấy. Nó rất đẹp đến như này thôi. À, con này à, đường ra của nó trở kháng đây, từ 4 đến 16 ohm. Từ 4 đến 16 ohm. À, đây là dòng Onkyo này, các bác đánh thì khỏi phải nghĩ rồi. À, một số bác nào đã mua những đôi Paradigm hàng khủng khủng của em ấy trước ấy, hoặc sắp tới Paradigm, em này nó trị Paradigm thì quý vị khỏi phải nghĩ. Paradigm, nói chung là con này chơi được rất nhiều luôn Paradigm. Nhưng mà Paradigm nó đánh được ra cái tiếng rất là hay, mộc, nó chất, nó cảm giác nó độc lạ. À, tiếp đến đây, đây Onkyo Modern A929, hàng made in Japan. Quý vị nhìn rõ chưa? AC 100V, công suất 230W. Đấy, 230W nha. Còn đây, đây là hai quả pin cối chứ không phải pin thường nữa. Quý vị đã nghe quả pin cối ngày xưa, thỉnh thoảng có những quả pin cối trong quân đội thì thông tin họ hay dùng đấy, gọi là quả pin cối. Đấy. À, trên cái nắp chính của nó đây. Nắp chính của nó có đường input, đường line ra. À, đây là cái nắp. Cái nắp đường line này này. Cái in tetra này. Đây nó là cái nắp, nó song song với đây. À, em thì muốn nhập về, nhưng theo được tìm hiểu thì là đây là cái đường tín hiệu ra để cấp đến rè power. Thay rè power này nó đường volume trực tiếp luôn. Cấp power vào bộ bao đấy, nhưng không có đề, nó sẽ là volume trực tiếp luôn, rè bao chưa. Đấy nào, soi nội thất kỹ cho quý vị. Mai em kiếm cái thùng xốp em mà đóng bán hàng mới cho quý vị nha. Bán hàng mới đẹp đến thế này thôi, vừa đẹp nữa, tất cả nó được làm bảo vệ kín hết. Còn đây là một cái hộp đấy, cái cục tín hiệu, tất cả nó xử lý hết trong này. Cái cục này em nhìn này, nó làm nó chắc chắn, nó đẹp, nó như cái bình ắc quy luôn, đặc hết trong này. Còn nó là cái gì thì quý vị muốn đi sâu hơn nữa thì quý vị tìm hiểu. Đó. À, để đợi em chút, em quay cái mặt trước về. Mặt trước của em nói về cho quý vị nhìn. Lại phải bê, nó rất là nặng. Không thể. Đấy. Nào. Quá là đẹp. Đẹp không biết nói câu gì nữa. Chưa. Em quay sát cho các quý vị nhìn các nút, các chế độ của em nó này. Đúng là nó đấy. Đẹp đến nỗi không thể đẹp được hơn nữa. Giờ quá khủng. À, giá của em nó là 18 triệu quý vị ạ, 18 triệu. Quý vị nào có nhu cầu alo. À, giá của chiếc âm ly Onkyo A929, 18 triệu. Hàng đẹp như mới.
À, tiếp theo nữa thì còn đây. Ê quay khục này. Món nào thích ê quay khục nào? Size của nó 15, 16. Ở đây là con ê quay khủng luôn. À, bác nào có nhu cầu con ê quay này, con ê quay Technic SH8065. À, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đấy, đây tiếp tục con em, đây con ê quay Technic nữa. Đây là con ê quay Technic SH8017. Con này là con 8065. Con to là con trắng này là 8065. Con trên này cũng Technic S8017. Yeah. Bác nào có nhu cầu thì alo đến số điện thoại là 0911 169 961. Tuấn Âm Thanh Phú Thọ giao chuyển hàng toàn quốc. Cảm ơn quý vị.